Và đó là mạng thay vì Trương Milo. Không bất ngờ nhưng Minh Long cũng đã phải bỏ mạng lại. Chu là người đổi mạng thành công, double kill cho Chu. Và tình huống đưa về là 1v2 cho Bánh Mì. Và Spy vẫn sẽ được đặt và vô cùng nhiều lợi thế cho các thành viên của 2K. Cần phải pick được những mạng lẻ đến từ cá nhân Bánh Mì. Nhưng khi đối phương đã có một góc kê đẹp đến như thế này thì cơ hội Bánh Mì là không cao. Tuy nhiên Bánh Mì lại là người có kill. Và Bánh Mì biết người còn lại đang có thể ở đâu. Minh Long không bất ngờ cho lắm. Không bắt được thêm anh chàng nào cả khi Hiên là người kết thúc đi Minh Long. Và giờ thì khu vực B side cũng đã đẩy ra. Không có được một vượt qua xíu mại hay không đây. Không vượt qua xíu mại. Tiếp tục là mạng tới vị trí của Bánh Mì. 2v2 nhưng máu của Bánh Mì là quá ít. Và triple kill cho Hiên với chiếc huống transfer vừa rồi. Hiên chưa dám bằng quà. Giờ bằng quà có thể là sai lầm với Hiên. Nhưng đồng đội của anh ta Công thì bắn vẫn là rất may. 4 kill dành cho cá nhân của Công. Và Công biết người còn lại đang đấu chưa đây. Chết như thế này là biết rồi. Ây, gọi tên Công trong round thi đấu thứ tư. Cặp tiền của Chu Cây vẫn là quá nhiều. Họ sẽ bài được tiếp. Lần này họ bài cả ọp luôn. Và đó là một tình huống xin đôi tới Versace. Lõi giam cầm được kích hoạt. Nó sẽ đẩy lùi những đội hình của team Lo-Fi ra ngoài khu vực A long. Versace cover tốt cho đồng đội của mình. Và với cái thế trận hòa người, để xem là các thành viên của team 2K họ xử lý ra sao đây. 4 mạng gọi tên Versace. Họ sẽ check lại khu vực shot cùng nhau. Đây chưa phải là một cái A dành cho vị trí của Versace. Lại là A rồi. Tiếp tại khu vực spawn, buộc phải đẩy 2 vào gara. Và giờ đang lao ra bắt nhau. Bánh Mì có được một sâu hiệu của Versace. Thêm một mạng nữa theo Công. Và player cuối cùng cũng phải nằm xuống với vị trí của Lo trong tay chàng Công luôn. Triple kill cho Công, cùng với đó là round thắng thứ 6 thuộc về 2K. Khó để cho team Lo-Fi có thể nhận ra điều này khi mà Ju xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Và hai mạng, ba mạng gọi tên Ju. Rất bình tĩnh đến từ các player của 2K. Cho người đồng đội của mình, tiếng động được tạo ra ở team Lo-Fi đang là tương đối lớn. Có người đã phát hiện ra được Công thì cũng phải đổi lại bằng cả mạng sống. Công đang bị mù, bắt buộc phải clear. Công mới có cơ hội nhưng Công lại làm đến tận 3. Và Công có được cho mình 4 kill. Vô tình làm choáng luôn cả người đồng đội của mình. Có lẽ là không quan trọng. Nhưng nếu như Counter Fury này bắt được một thì lúc này vấn đề sẽ rất khác. Và điều đấy đã xảy ra. Điều tôi sợ nhất dành cho bên phía của team Lo-Fi. Rất may là xíu mại Milo vẫn còn ở đây để có thể níu kéo những hy vọng. Lõi giảm cầm còn đó, Công đang tận dụng khoảng thời gian này có thể để bắt mạng. Thêm một người nữa đẩy vào nhưng Ju đã nằm xuống mất rồi. Tuy nhiên Công vẫn đang là người bắn này. Ba mạng gục liên tiếp dành cho cá nhân của Công. Và Công đang muốn đi tìm nốt những player còn lại rồi. Họ biết Bánh Mì ở đâu, nhưng qua làn khói, Công có một kia của Milo. Tiếp theo Bánh Mì có một, có đôi tới Bánh Mì, xíu mại cũng kết thúc đi vượt ra chỉ vào đây thì sao đây, triple kill cho Bánh Mì. Bánh Mì xíu mại làm hết trong tình huống này, và Hiên chỉ kịp có một mà thôi, Blood là trắng quá. Địa chân cũng đã được kích hoạt và đó là quad kill cho Bánh Mì. Không thể tin được, tôi yêu cầu Bánh Mì làm tốt và Bánh Mì cần phải quẩy được những vị trí đã lộ ra bất rồi. Tiếp tục làm quả flat top đến xíu mại giúp Bánh Mì có điểm kill. Dù đổi một những xíu mại có mặt đây kịp thời. Và bóng C vẫn chưa hề thủng đến từ các player của team Lo-Fi. Giờ thì thế trận đang là 2v2. Nhưng lượng máu của bên phía 2K thì có phần thua thiệt so với đối phương. Lại là một mạng nữa tới từ Ju, triple kill Ju và quad kill cho Ju để kết thúc trận thi đấu. Và bây giờ Béo hoàn toàn có khả năng để clutch nếu như xử lý tốt hai player này. Chắc chắn không ai có thể đoán ra được là Béo đã ở cùng trong sai. Và bây giờ thì Béo đối phương ngay trước mặt, Béo có được một người, Béo có được cái double kill. Quá hay đến từ Béo. Đây có lẽ là điều mà ba tên cần ở Béo, đó là cái sự bình tĩnh và xử lý. Còn lại của bên phía đội Mekong Gaming đang chơi ở backside cùng nhau. Giao sẽ hồi ngay bây giờ một công cụ không thể nào tốt hơn để đem về thông tin. Đó là tình huống đúng quá cảm xúc. Triple kill, quadra kill cho EZ. Và đây là 3-1 cho Ba Tê. Ba Tê có vẻ như là họ vào được khu sai A thì cũng đã mọc máy được kè kè rồi. Mờ đổi một, mờ đổi đôi và đây rồi. Yeah, sai. Thời gian còn nhiều, Mê Công cần phải chờ mờ. Béo có một mạng ở bên sai. Đối đầu trực diện phía ngoài của vực mền. Double kill cho Béo. Lại cu tê hạ gục kè kè. Và họ đã quá vội vã khi không chờ mờ về. Mờ có một nhưng cũng chỉ để trở thành mạng thứ ba của Béo mà thôi. Nhưng chúng ta đang có một tình huống 3 đấu 3 trực diện. Kè kè hạ gục đại cụ tè. Lợi thế về người dành cho mấy cống mất đi. Nhưng double kill kè kè và người cuối cùng là Béo đi qua yếu. Triple kill cho kè kè với cậu Operator. Mấy cống sẽ không phải là một lựa chọn tốt đâu. Nhưng bây giờ thì cu đang muốn bắt lại. Chờ
trời ơi, đó vẫn là Red với sự xuất sắc của khó Operator. Tôi là đoán như nào, double kill dành cho Red, triple kill dành cho Vichua Red rồi. Sẽ không có cái A khi mà huy Red đang kết thúc City Chop. Sự xuất sắc của Red Evil là biến số mà bên kế đội Mekong không ngờ tới. Keke chạy và anh ta cắm dao đầu Red. Một double kill cho Keke. Và Hizeha cũng được cool, làm chậm chút lại triple kill cho Keke. Anh ta dash vào, tìm kiếm người phía bên trong khu vực Gara. Nhưng Hizeha lại tiếp tục có mạng. Triple kill thì Hizeha đã vừa có. Và anh ta cục ngã trộm dùng của 16 Chop. Béo câu độc còn lại. Nhưng Béo cũng là một người chơi đã làm cực kỳ tốt trong ngày hôm nay. Một vé sai, cả hai bên đều có nguy cơ thất bại. Một vé hai đến từ Béo, quả spy vẫn chưa được nhặt lại bởi các thành viên bên phía team Mekong Gaming. Tiếp cận quả spy cũng đang lộ ra quá nhiều tiếng Béo ở ngay dưới chân, không ai trách. Và đây là Béo, Béo có một Béo quất lên từ vị trí của Béo.